Thực hiện kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sáng nay đoàn giám sát do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã kiểm tra giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Bắc Cạn. Tính đến thời điểm này, tỉnh Bắc Cạn đã triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, đảm bảo toàn diện, nghiêm túc, kịp thời, theo đúng pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Địa phương đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, bảo đảm cơ cấu thành phần theo đúng quy định, nhất là tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc, đại biểu dưới 40 tuổi. Toàn tỉnh Bắc Cạn có 763 khu vực bỏ phiếu và hơn 238.000 cử tri. Đến nay, địa phương này đã hoàn thành việc tổ chức để những người ứng cử tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Đại diện đoàn giám sát, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung phòng chống dịch COVID-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân. Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Bắc Cạn đặc biệt quan tâm, theo dõi sát tình hình và chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Lên phương án sơ đồ bảo đảm giãn cách tại các khu vực bỏ phiếu. Nếu không vì Covid thì đây là hôm nay là ngày hội của tổ, ngày hội của phường, đến điểm này thì tốt. Nhưng vì Covid phải ngồi xa cho nên là đề nghị nhà từ số nhà 570 đến 8600 chẳng hạn là đi vào giờ này. Còn trường hợp bất khả kháng thì sẽ đi vào giờ này. Chứ không phải nếu không thì anh đi vào giờ khác không được. Thì nếu mà được như thế thì rất tốt, đỡ lan truyền cái Covid ra cộng đồng. Còn hơn một tuần nữa sẽ tới ngày toàn dân đi bầu cử 23 tháng 5. Vì vậy, đoàn giám sát đề nghị tỉnh Bắc Cạn tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin danh sách cử tri, lưu ý các trường hợp cử tri liên quan đến dịch COVID-19, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri là sinh viên, lao động, đi làm ăn xa địa phương, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử tới các cử tri vùng sâu, vùng xa, với phương châm đi từng nhà, ra từng người, để mỗi người dân hiểu, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân. Lực lượng vũ trang phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn trước, trong và sau ngày bầu cử. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn chuẩn bị lực lượng, phương tiện và kế hoạch phương án để sẵn sàng ứng phó khi có phát sinh diễn biến phức tạp về thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự xã hội. Đối với các kiến nghị của địa phương, đoàn giám sát ghi nhận và báo cáo Hội đồng Bầu cử Quốc gia.